Cái già rồi mình chín mấy rồi làm gì có tiền nhiều. Chín mươi mấy rồi hả ngoại? Chín mươi ba rồi. Chín mươi ba rồi. Còn có mấy bơ, cái đốt 94 tết. Dạ, rồi. Dạ. Con nghĩ chiếc xe lôi này ông nội chắc cũng lâu năm lắm rồi hả? Dạ. Năm nay ông nội được mấy mươi rồi? 76 rồi. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại đang làm gì vậy ngoại? Xin. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? Tại gắn đó. Rồi vợ này là vợ thứ mấy của chú? Vợ này là vợ thứ tư rồi. Thứ tư à? Thứ tư chữ vậy chú? Ừ. Dạ. Chú có bởi vợ từ đây sắp tới nữa chắc thứ sáu nữa. Ờ, theo chú là thêm hai người vợ nữa. Thêm thứ sáu rồi nè, đi theo nó mệt quá trời mà bỏ nó thì nó chết. Dạ. Cũng quen ông nằm kia vậy chứ. À. Quá trời nhiều luôn. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại chợ Châu Phú, tỉnh An Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí Nguyễn. Em sẽ mang theo tấm lòng của anh Chí là 10 triệu để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi, bớt phần nào nỗi vất vả trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì em cũng sẽ dùng là 2 triệu 500 ngàn của cụ Lâm Thị Ba, 85 tuổi ở Mỹ, để em xem nếu khu vực nhà này hợp với phóng sanh thì em sẽ thay mặt cô ba phóng sanh những chú cá. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị sẽ vào trong chợ Châu Phú chung với em để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi để trao tấm lòng của anh Chí. À mà quên đó, để em sẽ lấy những cái máy giảng nghe giảng kinh Phật của anh Chí để trao tấm lòng của anh luôn đến với cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Cô chú anh chị đợi em chút xíu ha. Dạ rồi, bây giờ em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chợ Châu Phú chung với em nha. Cái khu vực mà em đang đứng ở ngoài á, là trước cổng của những cái khu mà bán quần áo á. Dạ. Và bán bách hóa. Thì em thấy khu vực này cũng không có quá đông khách. Em sẽ đi qua bên hông để đi đến khu vực bán nông sản. Cô chú anh chị đi đến khu vực nông sản nha. Khu này thì chắc chắn sẽ rất là nhiều người bán hơn rồi. Để em đi hướng nào ta? Hướng này đi. Châu Phú này là một cái dòng sông thiệt là lớn luôn đó cô chú anh chị. Không biết em có phải nhìn lầm hay không để em trao lại chia sẻ với cô chú anh chị ha. Ồ, chính xác rồi, nhìn sông này phóng sanh là đúng bài luôn. Khổng lồ. Wow.
phía sau có một cái có nó mát mà dòng sông nó rộng nữa. Để chút xíu này em mua cá xong sẽ chia sẻ với cô chú anh chị về dòng sông nha. Bây giờ thì em đang tìm kiếm những hoàn cảnh lớn tuổi á. Dạ, chờ câu cú. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Dạ, ngoại bán có một ít vậy thôi ha ngoại. Dạ, rau cải này là ngoại mua bán lại hay đồ nhà? Chỉ muốn là bán ở nhà thôi, còn thì kiếm kiếm để bán đâu nè. Dạ, rồi một ngày ngoại bán gì ngoại trừ hết chi phí thì ngoại còn lời được bao nhiêu? Ít chữ vậy đó hả ngoại? Mà ngoại lợi ít vậy thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Ông ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 68 rồi. À dạ, dạ ngoại cũng mới có 68 thôi. Dạ. Dạ. Thì bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ, chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Ngoại đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng ngoại được bao nhiêu. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Rất mừng. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Chú nó lớn tuổi hay còn trẻ? Dạ, chú Chí thì mới 50 mấy thôi. Rồi, hai lời cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, chú cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa nghe. Dạ. Ngoại có bên đạo Phật không? Có. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Ngoại thích không? Thích. Dạ. Dạ. Thì đây cũng là tấm lòng của chú Chí. Dạ. Tặng cho ngoại cái máy nghe kinh nha. Dạ. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí. Dạ. Dạ. Cũng thay mặt cảm ơn chú luôn. Cảm ơn ngoại. Ngoại bán hết sớm về sớm nha. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, con xin phép. Chào ngoại. Dạ. Dạ. Con cảm ơn. Dạ, yeah, con chào ngoại. Dạ. Ngoại, ngoại bán gì không ngoại? Bán rau cải. Dạ, yeah, ngoại bán có nhiêu đây thôi ha ngoại? Có nhiêu đây, tại vì có hai chồng già, chồng bảy bán vậy đó chút. Dạ, yeah, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? 67 rồi. Dạ. Yeah. Rồi một ngày mà mình bán cô trừ chi phí thì cô còn được bao nhiêu? Đủ ăn uống thuốc. Dạ. Là đau hoài luôn á. Cô bị bệnh gì? Dạ, cũng như bị tiểu đường rồi, rồi bị bao tử nó hành quá, bữa nay nó đỡ khỏe mình bán kiếm tiền sạch. Dạ. Bác trai được mấy mươi rồi cô? Dạ, cũng 60 mấy. Dạ. Thì bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con cũng sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi và mà có cuộc sống mưu sinh vất vả như cô. Thành ra ngày hôm nay chú Chí cũng có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô để cho cô với bác trai có bữa cơm ngon miệng hơn. Cảm ơn chú Chí. Dạ. Thương dạ. Cô đếm giùm con xem chú Chí tặng cô được bao nhiêu? Dạ, 400. Dạ. Chúc cô sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nghe. Dạ. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Cũng mừng. Dạ. Với cô cho con hỏi một câu nữa là cô có bên đạo Phật không? Dạ, con đạo Phật à. Vậy thì dạ, con xin chú Chí tặng cho cô thêm một cái máy nghe giảng kinh dạ, nha. Dạ, 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 đúng rồi. Cô thích không? Thích chứ. Dạ, tại thích vì mẹ tu đạo Phật ba con trai trường mà. Dạ. Đã chết rồi. Dạ. Thì đây là tấm lòng của dạ, chú Chí. Thích chứ. Là tặng là cho thích cô à. Ha. Dạ. Dạ. Cô giữ gìn sức khỏe. Dạ, không có con sạc hả chú? Dạ, à quên, dạ quên, con đang cầm đây. Dạ, cô bán hết sớm về sớm nha. Dạ, cảm ơn chú Chí nha. Cảm ơn cô, xin xin phép chào cô nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, con xin phép. Dạ.
mà nó cái khu chợ này ở phía sau này nó quá mát luôn. Dạ con chào cô. Dạ. Cô ơi cô bán gì vậy cô? Bán hột vịt với chuối. Dạ. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi cô? 70 rồi. Dạ. Hột vịt với chuối này là cô mua bán lại hả? Dạ, mua bán lại. Dạ. Rồi một ngày mà cô bán cái này nếu cô trừ vốn thì cô còn được bao nhiêu? Lợi vịt được 50, 30 gì đó hên xui. Ít dữ vậy đó hả cô? Dạ. Mà cô lợi ít vậy thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Cái này mình tự mình mua sao ăn đi chứ gia đình này có người lo rồi. Dạ mà bây giờ cô ở với ai? Ở có ông chồng với đứa con, mà con đi làm rồi giờ hai vợ chồng ở nhà. Dạ bác trai được mấy mươi rồi cô? 72 rồi. Dạ thì bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Dạ bữa nay thì con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như cô. Anh đang ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô, để cho cô với bác trai có bữa cơm ngon miệng hơn nha. Dạ đây là tấm lòng của chú. Dạ, Chí vậy thì cảm ơn chú Chí ở dạ. Nước ngoài gì đó. Dạ cô nhận được bao nhiêu? Cô ơi, 2.000 nữa nè cô. Được 500.000 phải không chú? Dạ cô đếm kỹ lại giùm con xem. Ờ 600 nữa. Dạ. 600. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Dạ rất là vui. Dạ cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ, dạ xin bà chúc chú Chí đó được giàu dồi sức khỏe với dạ. Làm ăn tấn tài tức lộc. Cảm ơn cô. Cô cho con hỏi thăm thêm một câu nữa nghe. Dạ. Cô có bên đạo Phật không? Dạ đạo Phật. Vậy thì ngày hôm nay chú Chí sẽ tặng cho cô thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Cô thích không? Dạ vàng ơi thích lắm đó. Dạ. Thích lắm cô ha. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho cô cái máy nghe kinh nha. Dạ cảm dạ. ơn nha. Dạ. Cảm ơn chú Chí nhiều rất nhiều. Cảm ơn cô. Dạ. Chú cô bán hết sớm về sớm nha. Dạ. Dạ. Xin phép chào cô. Dạ. Em đi một vòng trước để em xem, thứ nhất là hoàn cảnh lớn tuổi, cái thứ hai là để chút xíu này em có sự mua cá để mua những cái chỗ nào mà người ta, đầu tiên là những người lớn tuổi bán cá, thứ hai là những cái người mà ít có người mua. Sau khi mà trong buổi sáng ngày hôm nay em đi ba chợ đó, thì em thấy những hoàn cảnh lớn tuổi á, mưu sinh ở những chợ trên An Giang ở cái khúc huyện Châu Phú này á thì cũng không có quá nhiều. Em thì lần này em không có quay lại chợ Cái Dầu. Chợ Cái Dầu thì hoàn cảnh lớn tuổi thì nhiều hơn, có thể nói là đông nhất luôn á. Nhưng mà do là em mới làm trong khoảng chắc đâu đó một năm nay thôi, ra em sẽ xin phép quay trở lại sau. Rồi, bên đây thì thấy bán đồ ăn thôi, rồi với những sạch thịt. Khu vực bên đây thì bán ăn uống rồi cô chú anh chị ha.
cháo, mì, hủ tiếu, bánh canh, với bún cá. Bún cá là đặc sản ở tại An Giang. Thì có thể nói là như cô chú anh chị có thể thấy ha, dạ, những khu chợ ở đây thì nó lớn thì nó rộng lắm. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ em phóng xanh quá. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại đang làm gì vậy ngoại? Xin. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi? Tại ngắn đó. Dạ, ngoại 70 mấy rồi hả? Còn một ngày ngoại xin được bao nhiêu? Xin có khi được 100, 200 thì cho rồi không chứ không? Dạ, ít vậy đó hả ngoại? Không cho, ít là cho lắm. Bây giờ ngoại làm hết nổi hay sao ngoại? Đi yếu chứ, hồi đó mạnh lắm, hồi đó đi móc lúa là cài đậu theo giờ yếu làm thế. Dạ, hồi đó ngoại đi móc lúa hả? Móc còn... lúa thì đậu luôn, móc lúa, xin đi móc lúa đậu đó. Dạ, rồi bây giờ ngoại mạnh đó. Dạ, bây giờ ngoại ở với ai? Ở có mình, chồng chết lâu lắm mà, chết hôm 5 tháng 3. Dạ, rồi bây giờ... Lính chết. Dạ, bây giờ yếu thì phải đi xin vậy đó hen. Dạ, con hiểu rồi. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên nha. Có hả gặp. Dạ, con thấy ngoại đi bằng cái cây gậy nha ha ngoại. Là ngoại chống nữa ha. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Cảm ơn chú hai. Dạ. Bà tôi vô phước. Dạ. Ngoại đếm giùm con xem. Chờ con dễ là có cái trò chở đó, nó nghỉ tình. Dạ. Dạ, 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 nó chết, nó nghỉ tình. Dạ. Trò chở nó con bưng cho ăn, nó ghi không cho. Dạ. Ngoại đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng ngoại được bao nhiêu? 300, 300, 400, 500. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Cảm ơn chú. Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ, không phải lâu lận. Chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại đó. Ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Tôi vô phước. Bà vô phước. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm một câu nữa nghe. Ngoại có bên đạo Phật không? Có, cúng lại, cũng cúng lại. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Ngoại thích không? Thích, thích dạ. Đọc giảng lắm, thích kệ cho đọc giảng. Cũng thích lắm. Dạ, có rồi, nhà nó có hai. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Chí. Dạ, tặng... có điện hả nhà? Dạ, có điện hết, với có trong đó hết rồi. Ngoại mở lên là ngoại nghe thôi nha. Nói thật. Dạ. Mở đâu? Dạ. Đây con hướng dẫn cho ngoại sơ sơ nha. Đây ngoại mở cái nắp lên giùm con đi. Dạ. Đây là cái máy nha. Dạ. Mở nước ngoài hả? Ngay chỗ này nè ngoại. Nè ngoại. Nó có một cái bánh xe. Bấm đó, mở đâu hả? Ngoại đẩy lên. Đẩy sao? Ngoài đẩy vô ngoài á, ngoài đẩy vô ngoài giảm. Dạ. Nóng mát. Ngoài đợi chút xíu. Tắt cái lâu. Dạ tắt thì ngoài đẩy xuống, đẩy qua con nè. Dạ đẩy mạnh lên. Rồi khi nào nghe cái cạch là nó tắt nha. Thì đó là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại nha. Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Không. Không. Ngoại cảm ơn chú Chí đi. Cảm ơn chú. Rồi con xin phép chào ngoại nha. Cái này là cục sạc nha. Mày cất dạ, giữ có gìn điện. Dạ dạ. Còn cái dây sạc hả? Trong đây. Này để đây hả? Dạ không không, cái đó để riêng ngoài. Hồi xưa sao ngoài bị mất hết ngón tay vô ngoài? Bị hồi đó bị thương. Dạ, bị thương ha. Đây để đây vào chung được không? Dạ không, không để chung không được, ngoài để riêng nha. Dạ. Giờ này gặp ông hai nó có phước. Dạ rồi, thôi chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ, dạ xin được nhiều hơn nữa ha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, bây giờ em sẽ mua cá. Ngoại bán cá hả ngoại? Cá này bao nhiêu một ký ngoại? Dạ, cá rô. Dạ, còn cá lóc bao nhiêu ngoại? Dạ. Cá rô này là cá rô. Dạ, cá rô đồng. Dạ.
Ngoại bán cho con 2 kg cá rô và 2 kg cá lóc. Dạ. Cá lóc 100.000 một ký đó ngoại. Dạ. Rồi sau đó là ngoại cân đi rồi con ngoại đi ra phía sau với con ha, để con phóng sanh nha. Dạ. Rồi, đây em sẽ xin cụ Lâm Thị Ba để mua. Dạ. Phóng sanh. 2 kg cá rô với 2 kg cá lóc. 2 kg cá rô, 2 kg cá lóc. Rồi vậy ngoại cân giùm con nha. Em đang dùng 2,5 triệu của cô ơi. Cá này cá gì vậy cô? Dạ cá này bao nhiêu một ký cô? Cô cân hết mâm này giùm con đi. Dạ đúng rồi. Cá này rẻ hơn cá rô rất là nhiều luôn. Dạ không. Cá thì 20.000 luôn đi. Dạ không, con chỉ thả cá chép thôi. Dạ. Đi đi con. Nha. Yeah. Nãy là em mua 400 là 2 kg cá rô với 2 kg cá lóc và đồng. Nó đồng vậy thôi chứ em nghĩ là chắc họ nuôi ở trong ruộng hay sao á. Thì nói chung thì nó không có quá bự nhưng mà nó sẽ được rất là nhiều con. Dạ thời buổi này mà còn cân bản cân này ha cô. Cái cân này, cái cân kia có 2 kg. Dạ. 3 kg 3. Dạ, 3 kg 3. Cô trừ cái gỗ ra đó ha. Dạ. 3 kg 3. À, chú đợi con chút xíu đi, con đi mua một vòng nữa. Dạ, chú chạy đi dưới liền thì để đó nó chết. Dạ, để nó chết, không đi dưới đi ra hai trái tiền. Vậy là chính để đi dưới lên đi hai trái tiền. Quay luôn tóc rồi dạ. Không quay luôn đây nữa. Mua nhiêu đây mà có 100.000 hả cô chú anh chị? 3 kg là 90, 3 kg 3 là 99.000 ha. Chú anh chị thấy sông ở đây là khổng lồ luôn á. Dạ sông ở đây mà phóng sanh thì không có cái sông nào mà phóng ngon bằng sông này. Dạ con thì ở Vĩnh Long bác. Dạ. Hôm nay cụ Lâm Thị Ba ở Mỹ hữu duyên thả các vị về sông nước nha. Các vị ráng dạ tìm chỗ tu tập để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chú đổ qua bên đây con. Quá trời nhiều luôn. Dạ, mình như đây có 100.000. Dạ, thấy con gửi tiền. Cảm ơn bác nha. Dạ. Các vị từ từ bơi ra ngoài nha. Dạ, từ từ nó quen nước nó cũng bơi ra ha cô chú anh chị. Còn khoảng mười mấy chú trong bờ thôi. Sông này quá trời lớn luôn. Hôm nay mình thấy người ta cũng có một cái bè nuôi cá nữa nè.
Rồi, em sẽ lên em gặp một ngoại bên đây. Sao nãy em không thấy ngoại này? Dạ, dạ rồi, con cảm ơn ngoại. Ủa ngoại là gì của cô bán? À mẹ, dạ. Tại vì nó cân tính chú cái này có 80 ngàn ký. Dạ, cái này có giá vốn hen. Dạ. Dạ, tại thấy con thả. Dạ. Dạ. Ngoại biết bơi không ngoại? Không. Vậy thì đi xuống từ từ thôi ngoại. Dạ. Sợ nó trơn không ngoại? Nhỏ ở thành phố đó chú, về đây sao này về đây không biết bơi. Dạ, cái này trơn không ngoại từ từ. Dạ. Dạ, dạ. Chú dạ, dạ không ngoài ngoài đổ luôn giùm con nha. Dạ. Hôm nay cụ Lâm Thị Ba ở Mỹ hữu duyên với các vị ha. À, các vị về trong nước, các vị ráng cùng đổ trung tâm để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ rồi. Ngoài ngoài thả từ từ thôi nha ngoài. Từ từ bò. Dạ. Đây chân xuống đi ha. Ừ. Dạ. Dạ. Không thối ha. Dạ. Dạ đi. Dạ rồi. Các vị cũng như vậy ha, cụ Lâm Thị Ba ở các vị nha, về sông nước các vị đến tìm tưởng tu tập để kiếp sau là kiếp khác tốt hơn. Quá trời cái gỗ mạnh quá, mạnh mạnh lắm chú ơi. Cảm ơn chú nhiều nha. Con cảm ơn ngoại. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ con cảm ơn. Dạ dạ qua đi từ từ thôi. Mà nói cái sông này quá ấn tượng đối với em luôn. Em nghĩ nó vừa rộng mà vừa sâu nữa. Dân ở miền Tây người ta sẽ tận dụng những cái tủ lạnh cũ để làm cái ngăn chứa đồ bán luôn nè cô chú anh chị ha. À dạ rồi cảm ơn bác. Dạ thôi thôi được rồi bác, cảm ơn bác. Dạ 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 không bác, bác nhận giùm con, cảm ơn bác. Quý bác quá. Rồi bây giờ để em qua em kiếm ngoài đó. Từ nãy giờ em phóng sanh thì em mới gửi có 500 ngàn thôi. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi ngoại bán gì vậy ngoại? Bán bắp con. Dạ hình như nãy con thấy ngoại ngồi bên kia hả? Ngồi bên kia rồi đi xách đi bán. À ngoại dắt con lại chỗ bán của ngoại đi. Dạ. Dạ. Bởi hồi nãy con đi ngang con không thấy ngoại. Xách dạ. Lắp đi bán nè. À dạ. Đây tính là 93 tuổi rồi. 93 tuổi rồi ha ngoại. Vậy là ngoại đi bán vòng vòng mới hen. Xách vòng vòng bán đi. Dạ dạ. Dạ không. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi ngoại bán gì vậy ngoại? Bán bắp nấu. Dạ bắp nấu hả ngoại? Bắp này bây giờ bay một trái bao nhiêu ngoại? Trái 6 ngàn con. Dạ ngoại cho con xem ở trong được không ngoại? Dạ ngoài lột cho con xem với. À dạ dạ rồi như đó thôi ngoại ha. Vậy là bắp này là ngoại mua bán lại hả? Bán lại
Dạ, rồi một ngày ngoài bán như vậy, ngoài trừ chi phí thì ngoài còn được bao nhiêu? 30-40 ha. Ít dữ vậy ngoài. Dạ. Chứ già rồi mình 9 mấy rồi làm gì có tiền nhiều. 90 mấy rồi hả ngoại? 93 rồi. Còn có mấy bơm, tết đốt 94 tết. Dạ. Bây giờ ngoại ở với ai? À, ở với Úc, mà Úc nó đi bằng Bình Dương, nó có vợ khác, bỏ vợ chồng thôi rồi bà ở mình đến. Dạ, ông ngoại đâu rồi ngoại? Ông ngoại chết hồi 60 mấy rồi. Dạ. Dạ quá trời lâu rồi. Thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại mừng tuổi 94 của ngoại sắp tới. Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ, ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ngoại được bao nhiêu. Cái này miếng dạ. Cảm ơn, cảm ơn cậu dữ lắm đó. Bữa nay ngoài nhận được phần quà, ngoài cảm giác như thế nào? Mừng dữ lắm. Dạ. Ngoài có nhắn gửi gì với chú Chí không? Gửi lời gì ngoại chú Chí, cảm ơn bà, cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Dạ. Ngoài cho. Cảm ơn dữ lắm. Dạ. Ngoài cho con hỏi một câu nữa. Ngoài có bên đạo Phật không? Này Phật giáo từ đó giờ. Dạ. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Ngoại thích không? Thích mà của bà hư rồi, giờ mình cứ có xin nè. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Chí. Chú Chí ở Mỹ là người tặng lì xì cho ngoại. Dạ, tặng cho ngoại cái máy luôn ha. Dạ. Dạ, đây là cái cục sạc nha ngoại. Còn cái này là cái máy ha. Dạ. Cái máy này con mình nó biết không? Cháu mình nó biết làm. Đây con hướng dẫn cho ngoại nha. Ở đây nó có một cái bánh xe nè ngoại. Nghĩa ra mắt rồi chẳng. Dạ, còn ngoại đẩy lên. Ngoại đẩy lên ha. Dạ. Được, cái máy này mừng rất mới hư hai bữa dài. Dạ. Còn ngoại đẩy xuống ha. Ngoại đẩy xuống là nhỏ lại ha. Còn ngoại đẩy khi nào mà ngoại nghe cái kịch là tắt. Ngoại ha. Đó, cái này qua đây mình dạ, nó có cái sợi dây ở trong đây. Nè, dạ. Ngoại ha. Cho cầu nha. Lắm đi bán cho bà. Cảm ơn chú Chí nhiều lắm nha. Ngoại giữ gìn sức khỏe, bán hết sớm về sớm nghe ngoại. Dạ. Con xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn con. Cảm ơn ngoại. Dạ không. Cá này bao nhiêu một ký vậy chị? 30.000 một ký nè. 30.000 ha. Chị cân hết hai thao này cho em đi. Chị bán cũng vậy luôn hả? Cân hết thao đó cho em luôn đi. Đi đi phóng sanh ha. Cá này là cá gì ạ? Cá phóng sanh, cá lô đồng mình á. Dạ rồi. Rồi chị cân. Dạ, đổ vô đây cân trước đi bà nè. Thấy cái thao nè. Cá này bự quá trời. Cá này có non đó chứ, có nhỏ. Dạ. Dạ bao nhiêu ạ? 8 kg. 8 kg. 8 kg là 240. Dạ. Rồi đi rồi tôi lấy cái sợi. Đem xuống dưới thả luôn hơn. Dạ đem dưới thả luôn nhưng mà cân luôn đi rồi đi một lượt không? Dạ. Không hết cái này. Dạ không hết ha. Đây 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 thôi. Đây đây thôi thôi tiền cho em trước đi. Chú cái bọc ốc của chú có 30.000 rồi chú. Chú ốc nhỏ kìa thả luôn kìa, kế bọc cua. Rồi thôi cô đem qua đây dạ, đi con gửi luôn.
Dạ không, cá nhỏ thôi chị. Cá nhỏ thôi, có bự. Dạ. Nhỏ đó. Dạ đây ạ. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ con chào ông nội. Ông nội ơi, ông nội bán gì vậy ông nội? Dạ, ông nội bán cây kiển mà trên chiếc xe lôi luôn hả ông nội? Dạ, con nghĩ chiếc xe lôi này ông nội chắc cũng lâu năm lắm rồi hả? Dạ, năm nay ông nội được mấy mươi rồi? 76 rồi. Ông nội có thể mở khẩu trang với mở nón cho con hỏi thăm chút xíu được không? Khẩu trang được rồi, cần gì ở nón. À, dạ, rồi ông nội bán như thế này thì một ngày được bao nhiêu? Khi đôi 300 người, nhiều khi 5-7 chỗ cũng chừng gỡ lên. Dạ, xuống. Bây giờ một cây thì ông nội bán bao nhiêu? Tùy theo cây, cây 50-70 rồi 20-30 cũng có. Dạ, mà ông nội bán lợi ích như vậy thì ông nội có lo cho ai trong gia đình không? Cháu, hết dạ. Con rồi bây giờ tới cháu. Còn bà nội đâu rồi ông nội? Mất rồi. Dạ, thì bữa nay gặp ông nội là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà đi mưu sinh vất vả như ông nội. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ông nội nha. Không dám nhận ra. Dạ, ông nội nhận cho chú Chí vui. Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí mừng tuổi ông nội 77 sắp tới. Dạ, ông nội nhận cho chú Chí vui nha. Dạ. Không lì xì đó, không có lì xì. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Ông nội đếm giùm con xem chú Chí tặng ông nội được bao nhiêu. Dạ, ông nội đếm kỹ giùm con đi, tại vì không phải tiền của con ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dạ. Bữa nay ông nội nhận được phần quà thì ông nội cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng có cái chút lòng ở trên đời còn có nhiều người tốt. Dạ. Xấu thì cũng nhiều mà tốt thì cũng không ít. Dạ. Nhưng mà thật sự ở đời như vậy là không bao giờ xài hết tiền. Dạ. Cái người mà có cái lòng nhân như là Lâm Bồ Tát rồi. Cảm ơn ông nội. Dạ. Tôi cũng chúc cho cái chú đó làm ăn phát đạt, chú có tiền, có được nhiều người nghèo khổ được nhà. Cảm ơn ông nội. Chúc ông nội sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí nha. Dạ. Với ông nội, ông nội cho con hỏi thêm một câu nữa nha. Dạ. Ông nội có bên đạo Phật không? Tôi đạo Phật. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ông nội thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Ông nội thích không? Ở nhà có. À dạ, cái máy này thì giảng kinh bên Phật Thích Ca. Ông nội có muốn nghe thử không? Có 2-3 cuộn băng lại. À dạ rồi. Tà tặng đó. Dạ. Nghe rồi mình thấy cuộc đời rồi lây quay cũng ra nghĩa địa à. Cảm ơn ông nội. Thấy giàu cũng nghĩa địa mà. Dạ. Cũng ra nghĩa địa. Dạ, ông nội giữ gìn sức khỏe nha. Chúc chú trên bước đường được vạn sự như ý. Dạ. Có hai thằng ông đó không có nhà. Con xin phép chào ông nội nha. Cảm ơn chú nhiều. Ông nội bán hết sớm. Dạ, về sớm nha. Dạ rồi rồi. Cá bao nhiêu à? Cá bao nhiêu à? 5 kg là của chị 150 ha. Anh xách hết giùm em, lên xách luôn bọc bóc giùm em đi anh. Dạ này. Dạ không không. Dạ rồi. Xách bọc bóc giùm em đi. Mấy con cá rô này chắc mạnh lắm anh. Mạnh dữ lắm. Dạ. Không cần nước cũng sống nữa ha. anh qua chỗ trống trống cho em dễ quay cái này. Qua đây đi anh. Cho em nói vài câu nghe. Anh nhúng nó xuống nước đi cho em nói vài câu coi. Dạ. Hôm nay thì cụ Lâm Thị Ba ở tại Mỹ hữu duyên với các vị nha, thả các vị về sông nước, các vị ráng tìm chỗ tu tập để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi anh đổ nhẹ nhẹ em đi. Dạ dạ cảm ơn cô. Ồ, quá trời luôn. Không dữ gì nè. Còn trẻ thì nghe còn khỏe ha. Rồi đổ giúp em luôn. Đổ qua hướng này nè. Vì tìm chỗ tu tập nha.
rồi anh hất bọc ốc nó ra xa xa giùm em tí nha. Anh có thể mà anh hất xa xa chút xíu không? Dính trình đầy luôn á, bọc ốc quá trời mà có 30 ngàn nghe trời, thì rẻ dữ vậy, chị bán gì? Cái đó bao nhiêu chị? 40 ngàn. Rồi. Hôm nay cụ Lâm thì ba hữu duyên với các vị ha, thả các vị về sông nước nha, các vị ráng tìm chỗ tu tập để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi anh thả mình đi, anh nhẹ nhẹ thôi. Giờ đây 40 ngàn. Đây em gửi chị. Đây bà con bán cá cũng tương đối khá là rẻ ha. Dạ, mình dễ cá đồng mà. Cá đồng dạ. Không ai làm cá đồng mùa tới mùa là mình nghĩ đó. 40 ngàn. Đây đây, em thấy là 10 ngàn. Cảm ơn anh nha. Dạ. Miếng cá này nó mạnh lắm cô chú anh chị ha. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi? Ủa thì ba em. Dạ, cô được mấy mươi rồi? Hả? Cô được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay năm mấy tuổi rồi? 56 tuổi. Dạ. Bao nhiêu số sống em ơi? Dạ, cô thông cảm nha. Chị đi, cảm ơn. Chiều nay cho việc đi con. Dạ, con cảm ơn. Ở bụi chuối hả? Dạ. Dạ. Nghe thấy cũng lạ lạ. Ở bụi chuối. Dạ đâu ạ? À? À dạ. Vậy là bác này chạy xe lâu luôn. Phải không bác? Dạ, này là cô à, chị thôi. Dạ. Chị làm công việc gì? Dạ làm như trai. Làm như trai. Dạ. Dạ ở bộ chuối. Rồi chuyện lạ luôn. Dạ. Chú năm nay chú được mấy mươi rồi? 64 rồi cưng. 64 hả? Rồi chú làm công việc gì để sống? À, chạy xe đó, chạy xe lôi đó. Chạy xe lôi. Rồi đi theo vợ đi sinh. Dạ. Rồi chú... bỏ nó thì nó chết. Dạ. Bỏ rồi chết mà đi theo nó. Rồi chú không có nhà hả? Có nhà chứ. Dạ. Nhà bên Quảo á. À. Ừ. Còn ở đây là chỗ gì? Chỗ đây là chợ cho bố tới đâu rồi mình sống cái đó. À dạ. Rồi vô chơi rồi. Vợ chú sao còn trẻ quá vậy? Chém ăn à. Vợ chú chắc khoảng 30 mấy 40 không? Nó 42 rồi. 42. Vợ này là vợ thứ mấy của chú? Vợ này là vợ thứ tư rồi. Thứ tư à? Thứ tư hả? Chữ vậy chú? Dạ. Chú có vợ từ đây sắp tới nữa chắc thứ sáu luôn á. Theo chú là thêm hai người vợ nữa. Thêm thứ sáu rồi này, đi theo nó mệt quá trời mà bỏ nó thì nó chết. Dạ. Mà vậy chứ mà nó không nghe. Vậy thôi. Là chú có nhà. Nhưng mà tại vì do là chú thích ra đây thôi. Không phải thích, nhưng mà theo nó. À. Để cứu cho nó sống. À. Đối với chú thì trời ơi, dạ. Thoải mái rồi. À, chị vô ngồi với chú đi chị. Vô đây đi. Dạ. Khổ nó khổ lắm. Dạ. Mình theo nó để giúp dạ. Nó sống mà nó vậy không á. Dạ, rồi chị ngồi với nó chú đi. Ở nhà thì coi như dạ. Cũng khổ, nhưng mà cái khổ của mình nó không phải như nó. À dạ. Chị năm nay được mấy mươi rồi? Chị sinh năm 82 á. 82, vậy là chị vậy là mới 42 thôi. 42. Dạ, rồi nào giờ là chị có chồng con không? Không, cũng quen ông này ông kia vậy thôi chứ. Rồi chồng. Nhà chị đâu? Ở Gạch Giá. Ở Gạch Giá. Rồi chị ra đây ở thì không có nhà. Dạ. Rồi ở dưới bụi chuối này ha. Bởi vậy tôi đi theo đó. Dạ. Đi theo rồi vui ăn với quà con à. Mà có tôi dễ gì trời. Có tôi dạ rồi. Dễ gì vui ăn với thôi quà bữa đâu. Nay gặp chú với chị là cái duyên nha. Dạ. Thôi bữa nay thì con cũng sẽ xin phép ha. Dạ. Dạ chú Chí ở Mỹ sẽ tặng cho chú với chị một phần quà nhỏ nhỏ nha. Dạ. Để cho mình có một buổi cơm ngon miệng hơn nha. Dạ. Dạ.
Thì đây là tấm lòng của chú Chí. Yeah. Sẽ tặng cho chú với chị. Yeah. Mỗi người là 200. Dạ. Yeah. Dạ, thì của ít lòng nhiều. Yeah, yeah. Đây là tấm lòng chú Chí. Dạ. Dạ, 200 vậy. Trời dạ. Ơi trời. Con cố tình con chia cho đều đó. Rồi bữa nay chú với chị nhận được phần quà, chú chị cảm giác như thế nào? Vậy là chú cảm ơn chú Chí. Chú Chí nhiều nghe chú. Dạ. Chí. Bữa nào ca hát gì chú Chí lên báo tôi ca nha. Dạ, cảm ơn chú. Quốc liền. Dạ, chị nhắn gửi gì với anh Chí không? Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi chúc chú chú với chị ha. À, sớm sanh quý tử. À, dạ rồi ha, em xin phép nha. Dạ, chào tạm biệt. Cảm ơn chú Chí nha, bữa nào chú cháu gặp lại nha chú Chí. Dạ, rồi con cảm ơn. Dạ, con chào ông ngoại. Ông ngoại năm nay được mấy mươi rồi? 65. Dạ. Bác có thể bác mở nón cho con hỏi thăm chút xíu không? Dạ, 85 rồi hả ông ngoại? 65. Bây giờ một ngày là bác bán được bao nhiêu tờ? Được 150. Dạ, bác bán ít như thế này thì bác có lo cho ai trong gia đình không? Không, có mình có lo của mình. Bác gái đâu rồi bác? Thành phố à. Dạ, thì bữa nay gặp bác là cái duyên ha. Dạ. Thôi bữa nay con sẽ xin chú Chí ở Mỹ tặng cho bác một phần lì xì nho nhỏ nghe. Dạ. Của ít lòng nhiều, đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho bác. Bữa nay thì bác nhận được phần quà, bác cảm giác như thế nào? Em cảm giác cảm ơn chú. Dạ, rồi chúc bác sẽ giữ gìn sức khỏe. Dạ. Bán hết sớm về sớm nha. Dạ, con xin phép chào bác nha. Anh có chị đó bắp đó, mà tối ngày mốt bắp không có đủ gạo ăn. À dạ thôi được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Dạ. Giúp anh vậy, giúp anh vé đi. Dạ đâu chị móc bắp là chị nào? Dạ. À. Chị này là móc bắp á hả? À dạ. Khổ dữ lắm hay không? Dạ. Chị năm nay chị được mấy mươi rồi? 45 tuổi. À rồi chị đang làm công việc gì? Bây giờ không có sao làm, đi móc bắp bán. À giờ là chị vô mấy cái vườn bắp của người ta hả? À. Rồi lục những cái bắp mà người ta bẻ bắp nhất rồi mình móc là bắp dụng dụng á. À, rồi chị tét ra về thì chị bán được bao nhiêu một ký? 20 nha. Rồi chị có mấy bé rồi? Hai. À chị không có gia đình hả? Hay là giờ chị ở một mình? Dạ thôi chia buồn cùng chị nha. Dạ. Thôi bữa nay thì gặp chị là cái duyên nha. Thôi thì của ít lòng nhiều ha. Em sẽ xin anh Chí ở tại Mỹ tặng cho chị một phần lì xì nho nhỏ nha. Thì của ít lòng nhiều, chúc chị sẽ bớt vất vả với tấm lòng của anh Chí nha. Dạ. Dạ. Rồi thôi chị giữ gìn sức khỏe chị ha. À, xin phép chào chị nha. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn bà con nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, thôi bây giờ em sẽ tổng kết lại số tiền của anh Chí cũng như là của cụ ba. Dạ, là em phóng sanh bao nhiêu. Em tổng kết số tiền của cụ ba trước hen. Thì nãy là 2,5 triệu, thì còn bao nhiêu đây. Dạ, cá nó văng thì nó dính, nó hơi dính một tí. Dạ, em tổng kết số tiền cụ ba trước. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À, em còn 1,540,000. Vậy là em thay mặt cụ ba là phóng sanh là 960,000. Dạ, 960,000. Rồi bây giờ em sẽ tổng kết lại số tiền mà em thay mặt anh Chí. Dạ, trong tổng số tiền là 10 triệu để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở tại chợ Châu Phú đây. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, cái này nó hơi bị dính, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 giờ là em còn 5 triệu từ tổng số tiền 10 triệu của anh Chí. Dạ thì em chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Chí rất là nhiều. Và cũng như bên cạnh đó là cụ ba đã phóng sanh những chú cá. Thì em cũng hy vọng là công đức cũng như phước đức của anh Chí và cụ ba sẽ hồi hướng đến sức khỏe của cụ ba cũng như anh Chí, cũng như là các thành viên trong gia đình. Và sẽ luôn gặp nhiều và may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự trợ duyên đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chân thành cảm ơn tấm lòng cụ ba, anh Chí cũng như cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Dạ. Trong trong công việc mà em trao như thế này thì không có thể nào được hoàn hảo được. Em nghĩ thì chắc chắn cũng sẽ có những sai sót, thì cô chú anh chị cũng thông cảm bỏ qua giúp em. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo ạ.